Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Online 600, một dòng xe đạp full carbon và được chạy một bộ group chuyển động Shimano DOG. Xe thương hiệu Merida cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe và sử dụng xe đạp, một thương hiệu đến từ Đài Loan, nội địa rất là đẹp, khung các full carbon. Hôm nay em về tông màu đen kẻ chỉ xanh. Sơn xanh ở đây là sơn sơn lỗi, sờ nó có cái cảm giác gọn gọn tay, sơn lỗi rất là tỉ mỉ, cực kỳ đẹp cái nước sơn này. Tổng thể xe thì các bác có thể nhìn thấy xe trên hình đây, rất là mới. Từ những cái nước sơn đến những cái bộ chuyển động xích đít hoàn toàn là còn giữ cái độ mới đó tương đối là tốt. Chạy bộ group chuyển động Shimano DOG, dòng cũng tương đối là cao cấp trong dòng Shimano về địa hình. 10 lít 3 đĩa 30 tốc độ. Toàn bộ xe nhập khẩu về là nguyên chiếc chính hãng, toàn bộ là đồ zin tất tần tật. Từ những cái vi đông cổ phốt cọc yên này, đến cặp vành rồi phanh này, rồi đạp tất cả là nguyên zin hết. Ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG và cặp phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe này, đánh 26 inch. Đánh bánh 26 inch. Tay ăn tiếc vẫn còn đăng kiểm, các thứ vẫn còn nguyên này. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm, thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m73-74 75 đi phù hợp. Bộ chuyển động 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. À, giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền, bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.